Anh em này, tem trẻ cho hôm nay chơi gì nhỉ? Ui, hình như tem trẻ cho có quạt anh em ạ. Mát không, sợ anh em. Ui, anh tóc xanh, mát không? Mát lắm anh em ơi. Ui, trong cái mùa hè nóng được là một cái quạt mini này tuyệt vời. Ui, Minh Phương. Minh Phương ơi. Ôi ôi, thằng Spiderman trẻ trâu từ đâu đến đây? Cái vấn đề gì này à? Hôm nay nóng quá, anh định vào cái bơi cái hồ kia kìa. Cái hồ bây giờ đang hết nước. Hết nước á? Cạn nước à? Thế anh em gọi là trời này hôm nay nóng quá. Anh đang tính mượn chú ghế gọi là cái quạt này quạt tí. Không có đâu, trong cái ba anh em giờ anh mượn ai mát nữa. Giờ anh mà mượn thì là bọn em làm sao đừng mát được đúng không? Thế bây giờ bốn người mỗi người quạt tí là được. Không thế thì lúc mà chờ anh quạt thì nó lại lắm bọn em. Nóng á? À? Ôi thế sợ là Spiderman từ đâu, hôm nay từ đâu ra đây? Spiderman hôm nay là chắc là anh tóc xanh này mới dẫn được trên đồi. Dẫn trên đồi á? Ui, mặt anh tóc xanh bị sao này? Ui, anh tóc xanh mặt. Hôm nay trẻ nóng mà thấy trẻ nóng à? Nó bị dị ứng anh ạ. Dị ứng á? Dị ứng nóng quá dị ứng à? Thế thôi để anh mượn anh quạt cho anh tóc xanh. Ui. Cái tay. Anh em ăn hôm đây. Rồi anh em mình cái giờ mùa hè này anh em có quạt thì là mát đúng không? Ê. Thật là tội nghiệp, những người không quạt mi để quạt đó mình. Ôi thế anh ké đi. Hả? Ké đồ ở đây. Anh không hóa với bọn em thì bọn em đi hóa với anh đúng không? Thôi cho anh chơi tí, anh mua quạt mới cho mà chơi. Quạt mới? Ừ. Không tin được. Một phép thôi. Ôi anh nói thật mà. Xuống được mấy hôm nữa rồi. Ui gì gọi là đi nhớ nhá. Anh tóc xanh. Anh làm ạ. Không chơi cùng với những người không cùng đẳng cấp. Không cùng đẳng cấp á? Thôi thì không chơi với mày nữa. Đúng rồi. Ui. Một phép. Ấy đi đi. Ui. A few moments later. Ok anh em ơi, tem trẻ trâu không biết kiếm ra cái quạt mới gọi là anh Spiderman ở đâu gọi là vào. Đấy, hôm nay là khinh thường năm ngố, có cái quạt gọi là sắp hết pin anh em ạ. Đấy, đã thế nhá, bây giờ mình sẽ đi mua cái quạt gọi là mới nhá. Đấy, không bao giờ cho tem trẻ trâu chơi luôn. Đấy. A few moments later. Anh em nhé, mình vừa mới mua vậy nào mấy cái quạt xong, bây giờ mình sẽ vào cho anh em xem gọi là quạt thần công của mình nhé. Quạt này rất là xịn luôn, đẳng cấp 6 sao luôn nhá. Bây giờ mình sẽ vào mình cho anh em xem quạt xịn này. Wow, anh em biết đây là quạt gì không? Đây là quạt Spiderman anh em nhá. Đấy, quạt này rất là xịn này, nhìn hai cái mắt giống y như gọi Spiderman luôn. Đấy, anh em nhìn này. Đấy, quạt này trông đẹp chưa? Một cái quạt có hai cánh quạt luôn đấy. Quạt trẻ trâu chỉ có một cánh thôi. Quạt này nhá, mình chỉ cần ấn mấy phát ở đây là nó chạy rất là nhanh luôn. Đấy, tăng tốc rất là mạnh. Đấy, mạnh gấp 10 lần gọi là quạt tem trẻ trâu. Đấy, tiếp theo là gọi là quạt Doraemon nhá, màu xanh và màu trắng này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, cũng hoạt động cũng như cái kia thôi. Đấy, quạt rất là mạnh, rất là mát luôn. Anh em nhìn nhá, quạt bay cả tóc mình luôn. Đấy, cấp chưa? Ấy anh em ơi, rất là đẳng cấp luôn nhá. Hai tay hai cái quạt đấy, bọn trẻ trâu gọi ba người mình có một cái quạt mình. Một mình chơi luôn hẳn hai cái quạt Doraemon và gọi là Spiderman đấy. À, nhưng mà chưa hết đâu, mình vừa mua quạt người ta còn tặng mình gọi là gói chip chip, bây giờ mình cho anh em xem nhá. Ten ten ten, hai gói chip chip đấy, bây giờ mình sẽ bóc ra mình ăn đấy, không cho bọn trẻ trâu ăn. Đấy. Đấy anh em ơi, hai hộp chip chip bây giờ mình sẽ bóc ra thử một gói xem thử nè. Ôi, chip chip vị sô cô la. Đây là gọi là cái Coca-Cola ấy. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử cái chip chip nữa là đây giống cái chai nước Coca-Cola chứ anh em ạ. Ấy, rất là nhiều nó được tặng luôn. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem anh em nhá, xem thử vị nó khác gì chip chip bình thường nhá. Chip chip là ngon dã man luôn anh em ơi. Lần đầu tiên mình ăn cái chip chip này luôn. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ ăn nốt mấy cái gói chip chip rồi nhá. Ôi. Tem rồng rồi. Ui. Chà chip chip ơi. Ui. Ui. Anh lại lấy chip chip của anh làm giả. Giả là dám lấy à? Ê, nhưng mà sao anh lại có lắm quạt thế? Anh lấy quạt gọi quạt Doraemon mà quạt gọi là Spiderman. Ơ như khoan nãy mày khinh thường anh mà. Ôi tôi chết. Ôi chà đây. Bạn đi. Bạn tí nãy dám khinh thường anh cơ mà. Ui giời ơi, này kẻ xỉn thế. Ui, bọn anh ăn hết chip chip rồi. Anh nghĩ nhá. Ôi. Anh gọi tóc xanh ăn hết chim chip rồi. Ui, ngoá anh em ơi. Mấy cái này anh mua tặng cho bọn em à?
Ờ nhưng mà anh mua anh ăn chứ có tặng cho em đâu. Nha. Sao em ăn hết rồi? Ui. Nói chung là thôi. Ăn thì không cho chơi quạt đã dám ăn hết gọi là chip chip. Đây. Thôi. Thế lần sau của em khinh thường đâu? Không, sao không dám khinh thường. Ôi thế cái quạt của em đâu? Quạt của em á? Quạt em tặng. Bữa ấy đưa cho Spiderman quạt đâu rồi? Spiderman cơ anh ơi. Ồ. Chứ đâu bạn ấy là mất quạt thường nhưng mà mấy em mất quạt rồi. Mất quạt đấy. Mượn cái nóng quá. Nóng quá. Ừ. Nhưng lần sau à, em còn khinh thường không? Em một quạt. Ui, quạt này giống như hệt Spiderman luôn này. Ôi quạt Spiderman luôn. Nhưng quạt này quạt gì? Quạt này là Doraemon. Ôi mát không? Doraemon mát đi. Mát hơn quạt của em không? Đấy, anh mua nó phải đẳng cấp chứ. Ê, xem chơi thử xem thử có mát hơn không? Xem thử ăn. Đấy ok nha mày. Quạt của mình rất là xịn sò con bò luôn. Đấy. Mát thế. Mát luôn. Ui. Spiderman gọi là chơi có mát không? Ui. Ui đúng là có đồ chơi mới là trẻ cháu bơi vào mình ngay biết ngay rồi. Sau không được kinh thường nhá. Thôi bây giờ có mỗi hai cái thì bốn người chia rau ra mà chơi. Đấy. Mình vừa em làm gì ấy? Hả? Em đang làm thử động cơ gọi là động cơ của du thuyền. Du thuyền á? Cho dưới nước có sợ ổng không? Ôi, anh cứ xanh thử cái này. Ôi. Ui 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 ui. Còn thế đâu. Đấy, cái viên ấy. Ui. Ôi ui, quán Spiderman kìa. Ui, thôi, nhắc này đi không hỏng quạt được anh. Quạt Doraemon rất là xịn sò con bò luôn. Ừ, nhưng mà nó vẫn đẹp, nó vẫn xịn. Bây giờ mà, ơi, anh tóc xanh này, thẻ nghĩ là anh gọi là anh quạt xem được có mát không. Đất được. Thẻ nữa ra. Ê, có mát nữa không? Đấy. Ai bây giờ anh em gọi là trụ vào đây quay cho nó mát đi. Trời nóng quá, đây. Để dưới đây để hất lên cho mát. Ui, ui Huki. Cái gì ấy? Ê Huki đằng sau kìa. Ui Huki. Ui Huki. Cái gì ấy? Ê Huki đằng sau kìa. Ui Spiderman vào quán nó tấn công nó đi. Ui chém nó Spiderman này. Ui Spiderman. Ui sao ấy? Ui anh tóc xanh. Chém nó đi. Ui Spiderman này. Ôm nó. Ôi mình vươn vào cướp quán đi. Chào quán đây. Dìa mặt nó. Chém mắt nó. Ui Cẩn thận. Mạnh vào đi. Ui, Spiderman đi. Khi mà Spiderman mỗi người cầm tay nó rất là đẹp, nó minh vương quạt quả thắng sợ nhưng đúng rồi, đúng rồi, ok. Anh tóc xanh, Spiderman, minh vương, tấn công nó, chém mắt nó, chết cho mày, đấm vào nó đi. Ui, nó sao? Huki, đứng lại. Đừng nếu chạy Vương ơi. Ui. Thôi. Chạy đâu. Em nghĩ quả không dọa nó rồi. Quận hồi nãy anh chéo mắt nó đau mà. Nhưng mà nó vẫn không dọa nó, vẫn không dọa cái này. Thôi chạy. Nó bị dọa chán rồi. Thôi anh em mình cứ mang quạt này vào quạt cho nó mát đi. Chắc nó trời nóng quá định vào nó dùng quạt để nó đúng rồi, cướp. Đúng rồi. Nó định cướp của anh em mình ấy. Nhưng mà thôi. Nó không có tuổi anh. Không có tuổi.